trước dạ không bắt trước, con cũng làm ẹo làm qua làm lại đẹp theo vậy mà không biết sao tao thích. Hồi năm con lớp 10 thì mọi người mới biết tới. Lý do? Dạ tại vì con gây lộn với bạn kia. À, chửi lộn hả? Dạ chửi lộn tức quá, bạn đó kế bên lớp xong chửi không lại, chửi không lại về nhà quay điện thoại chửi, chửi xong cái nguyên cái trường chia sẻ, trời ơi Phụng nó chửi nhỏ này hay quá mọi người ơi. Tự nhiên nổi tiếng hả? Dạ xong cái con thấy đại tại con ăn quen mà con thấy con làm được cái con làm nữa. Con làm được nhưng mà con không chửi nữa, con đổi cái khác, xong cái con thấy cũng được nữa, cái con ăn quen cái con làm hoài luôn. Cái con nổi luôn. Trời ơi, chữ dần, chữ điệu, chữ thơ ca hò dè chứ không phải là chữ sổ sàng nha. Chữ là thuộc dạng chữ văn học đàng hoàng. Và lúc nào cũng được lực view rất là cao và khi mọi người chú ý rất là nhiều, đúng không em? Dạ, khi mọi người chú ý nhiều cái bán đồ. Bán hàng được, hay quá em ơi, vô họng luôn rồi. Ủa em dạo đây em còn livestream ngủ nữa không? Trời ơi, nó nhiệm màu lắm mẹ. Livestream ngủ hả? Trời ơi, có nghĩa là nó ngủ nó cũng livestream rồi, nó ngủ từ khuya đến sáng. Có nào mà cô vô cô thấy nó đang ngủ đang livestream không con? Sao nó để máy hả? Nó để máy đó, ai vô coi coi. Ờ, nó dặn là mọi người ơi đừng ồn để Phụng ngủ nha. Cái gì đó vậy? Ủa đâu vậy, ở đâu em có cái sáng kiến mà vừa ngủ vừa livestream vậy em? Tại em thấy hôm bữa cũng có cái bạn nào bên nước ngoài á, tự nhiên đăng lên như này. Good night everybody. Xong cái tự nhiên ngủ luôn. Không vô con cũng gần, con coi lâu lắm. Xong thấy ủa nó ngủ thiệt. Rồi cái nó bắt chước ngủ thử. Con ngủ thử cái mấy bạn vô canh con ngủ thiệt. Con có ngái không? Có dạ. Không có, nó không ngái mà con chó nó ngái. Nó ngủ nó ôm con chó mà hai đứa nó ngái. Mà cọc luôn á, người coi cọc luôn. Ủa mà người coi vẫn đông. Livestream vậy là bao nhiêu phút rồi trong cái chuyện con ngủ? Dạ không, lâu lâu con mới làm lần à. Nhưng mà con để bao lâu? Con để bữa hình như con ngủ cái con giật mình cái là điện thoại con hết pin hình như được 3 tiếng mấy. Ngủ 3 tiếng mấy. Vẫn có người coi. Nó biết làm gì hay sao đó. Nó làm như nó công chúa ngủ trong rừng vậy mẹ. Rồi mẹ lúc đó là thấy nó thành công thì lúc đó cái cảm xúc của người đẹp này sao nè? Dạ em mừng. Mừng em nghĩ con mình chắc nó cũng hiểu biết rồi. Chấp nhận ba cái đốm. Nhưng mà bên cạnh đó nè, bên chấp cạnh những cái chửi đó nè là Atifan một lượng khủng khiếp. Đẹp đúng không? Năng động, nóng bỏng không? Em rất nóng dạ. Bỏng. Nãy nghe cô Thủy nói muối lửa rồi cảm xúc em ngoài sao? Em hết hồn luôn á, em bàng hoàng luôn. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ, cứ giới thiệu bản thân mình đi nào. Dạ em chào chị Thủy, chào Dương Bảo Lâm. Dạ chào khán giả. Em là Lệ Chi, năm nay 46 tuổi. Trời ơi trẻ quá. Quá trẻ. Vậy là mình lập gia đình sớm phải không cô? 23 tuổi. 23 tuổi. Em giới thiệu bản thân mình đi nào. Dạ chào mọi người, em là tên là Quỳnh Phụng chứ không phải là Phụng Lai. Phụng Lai chỉ là cái tên em đóng ngoặc mở ngoặc, em tự biên tự diễn cho cuộc đời em thêm tươi đẹp mà thôi. À dễ thương quá. Phụng Lai công việc hiện tại là gì em? Dạ hiện tại là em làm YouTuber và kinh doanh. Kinh doanh. Dạ. Xong rồi hả? Dạ xong rồi. Cho mình giới thiệu dài xíu cưng. Dạ dài hơn, tức là em chỉ có làm hai công việc chính đó thôi. Hai công việc đó thôi hả? Dạ. Bây giờ cô nhớ là cái ký ức ngày xưa có bầu Phụng như thế nào cô? Lúc đó có mệt mỏi không cô? 3 tháng đầu á, nó hạnh ối 3 tháng mới hết. Dạ. Mà hả, thấy phở á là muốn xỉu luôn á. Sao vậy? Nghe cái mùi phở á. Nghe mùi phở phở muốn xỉu luôn. Mà thích là thích cái mùi diêm quẹt á. Không, này kỳ nhưng này bị kỳ. Như là cái khói xe lam á. Đúng rồi. Phải. Thích nghe hai cái đó lắm. Không lẽ có bầu chạy theo xe lam với cũng kỳ em ha. Mình không nghe được là mình khó ngủ lắm. Rồi sao mua cái diêm quẹt ngồi quẹt cho vậy quẹt hả? Quẹt cái tắt cái hửi. Hửi à. Ngày hử mấy hộp. Mấy diêm mà sợ bệnh á nên mấy diêm mà. Rồi cái thấy xe lam người ta đi á. Chạy theo. Chạy theo. Không có đi đâu cũng leo lên. Leo lên lên phạt cô đơn hoành về. Ủa lúc đó quê mình ở đâu cô? Ở Sà Thiết, chứ không quê. Ngày đi mấy chuyến? Đi chiến rồi lên. Tụi đang sẽ làm gì đó hả? Tụi đang làm leo hửi khói hả mẹ? Ngồi ăn sao để cho nó hửi mai lên hửi. Thôi cũng rảnh quá ha. Cái chuyện mà hửi xe lam là mấy tháng? Dạ 4 tháng mấy. Thế ra 4 tháng đi xe lam vậy đó hả? Ngày nào cũng đi xe lam vậy đó hả? Có đau đẻ không rồi? Sanh ra nó bình thường không? Dạ 8 giờ sáng. Cái em mai cái em thấy nó đá một cái. Đá một cái em đau quá, cái em mồm xuống vậy. Cái em thấy cái quần nó ướt nhẹp. Em điện thoại ba nó về chở đi bệnh viện. 8 giờ sáng mà em ở trong đó đó, em không có đau gì hết á. Mà nó cứ nó thay 11 cái quần luôn á. Không có đau gì mà thay 11 cái quần ướt hoài đó. 4 giờ sáng cái vô bác sĩ khám, bác sĩ nói mới có 3 phân à. Cái không ai dòm ngó mình trơn đi trơn. Cái em nằm em chờ, cái tự nhiên nó đau quá cái em mắc rặn. Cái em không thấy ai, cái em thấy cô y tá đây nha.
Cái em nói cô tôi mắc rặn quá à. Cái cổ lại cái em rặn một phát một văng luôn. Rặn một phát một văng luôn. Trời ơi, cậu đẻ con gì thật đi da vậy ha. Rặn cái văng luôn. Cái em không biết văng ra, cái em chuẩn bị ra một hơi nữa. Ủa vậy là đẻ rồi không biết luôn. Không biết luôn, nó đau không biết. Cái hít lên chuẩn bị lấy một hơi nữa. Cái bác sĩ nói đừng có rặn nữa, hồi ra rồi đừng có rặn nữa. Đúng rồi, cậu ra không biết luôn. Cái em nhìn em thấy cái mặt có cái két gì à. Dạ, không sao lớn em nhiều hay sao gì cưng? 2,6 cái mũi nó cao gì, cái miệng nó trúng chím vậy mà con mắt ha không có nay nhắm là như nít người ta, mà nó mới đẻ cái yêu tinh gì nó liếc nè. Yêu tinh thượng. Nó liếc gì yêu tinh vậy đó. Cái em mới nói em mới nói nhỏ này nữa chắc nó cũng lành lắm nè. Sao nào tinh phụng vậy cô? À, ông nội tên Lân là, hả? Chú tên Quy gì đó. Cái ông nội nói thôi đặt Long Lân Quy Phụng. Cậu nhà như Tứ Linh vậy ha. Nhà nhắc tới nghe số tiên liền luôn á. Lớn một xíu rồi Phụng học giỏi không cô? Học giỏi, Phụng học giỏi. Dạ. Quậy phá dữ không? Quậy phá không? Quậy. Có bộ mặt mày các bộ nghịch ngợm à. Nghịch ngợm lắm. Lúc đó Phụng cũng 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi, 3 tuổi hơn. Mà nhà mình có cái điện thoại bàn á. Dạ. Cùng Phụng cứ lén lén lấy điện thoại bấm. Bấm nghe kể chuyện sợ dừa rồi đó. Trên đài á. Kể chuyện. Mà không biết sao ai dạy biết bấm cái tổng đài. Dạ. Trời ơi, cái mình may đồ á. Cái Phụng bấm nghe quầy trả tiền điện thoại chết luôn vậy. Trời ơi, nhỏ lì ghê. Rồi ngày xưa đi làm khó khăn như thế nào? Lúc đó có chú bên cạnh không cô? À, cái lúc mình 4 tuổi thì đi dị. Thì lúc đó một mình một thân như thế nào cô? Cũng đi làm nuôi nó. Thì lúc đó không có may đồ nữa. Thì rồi một mẹ một con rồi gửi nó đi lúc đâu đó, lúc đó còn như là kinh tế không ổn định nè. Thứ hai một người phụ nữ mà nuôi một đứa con như vậy thì cái lúc đó làm sao để cô chống chọi được và làm sao để cô vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó? May đồ thì nó ít tiền. Cái thấy người ta giới thiệu nhà đất á. Nhà đất. Cái mình ra mình làm. Trời ơi. Rồi mình làm cái gửi về nội, gửi Phụng về nội từng rước về 2 lần. Nên Phụng ở với nội nhiều hơn cái lúc nhỏ. Ủa hai vợ chồng không ở với nhau mà vẫn gửi bên nội hả cô? Dạ. Chơi bình thường. Tới giờ ba mẹ em hẹn nhau đi chơi. Alo, đi ăn không em? Dạ ăn anh ở đâu? Dạ em đi nhậu không em? Mà có nào mà hai người, em có gợi ý là hai người nói lại tình xưa không? Dạ không, em cũng quen rồi. Tại cũng do quen là dạ em thấy ba mẹ em cũng rất là vui vẻ, cũng không có gây lộn. Tới giờ ba em cũng có gia đình khác mà em vẫn về chăm em bình thường. Ủa vậy hả? Thế cưng vậy hả? Ví dụ nhiều khi những trường hợp mà ly dị xong mà không nhìn mặt nhau luôn á mẹ. Không còn tình còn cái nghĩa đúng không cô? Lúc mà mình ly dị thì mình đâu dám về mẹ mình. Mình đi miếng nhà mình ở. Rồi xong rồi mình mua được nhà. Trời có mấy năm mua nhà cái đem con về. Là lúc đó làm cò đất hả cô? Làm cò đất. Ghê thiệt. Ừ mà ngồi mà mai cạch ngồi làm bàn mấy mai. Trời ơi trúng lắm. Cứ dẫn là dẫn vô cái lô đất là ta cho chỉ vàng. Trời ơi. Mà một ngày có khi dẫn được 5 số chỉ. Trời ơi. Cái bắt đầu cái để dành 5 số chỉ, cái để viết cái mình đi mua đất mình bán luôn. Ngày xưa là cuộn chỉ, ngày xưa là đếm cuộn chỉ đúng không? Vậy với em thấy. Sao rồi đếm chỉ vàng, ghê không? Dạ ngày xưa là Phụng đi học đồ giỏi không cô, rồi có bạn bè có nghịch phá đồ hay sao? Có chắc chắn luôn. Phụng bị Phụng nghịch phá, bị mời phụ huynh hoài à, mời vô chỉ là Phụng nhiều chuyện lắm. Rồi có rủ bạn rủ bè về chơi không cô? Có, rủ bạn về nhà chơi là thường xuyên. Ví dụ rủ bạn về nhà chơi mà bạn về là chửi. Chửi giận nghỉ chơi. Nhỏ cái đó còn nhỏ mà mẹ sao mẹ nói vậy được không? Xíu nhiều xíu là nhiều xíu á. Rủ người ta về chơi còn giận hơn. 60 tuổi á. Nói nó kỳ ghê. Buồn mà. Con một ở nhà một mình buồn mà cũng không con mà nhiều chuyện nữa. Nó lớn rồi, nó 11 tuổi rồi. Nó như nhà ngoại để xe trong nhà đó. Cô mua xe đạp, chiếc xe đạp cho nó đi chơi. Mà nó chạy xe đạp á, nó chạy vòng vòng xóm mà nó mập lắm. Nó mập là mập từ nhỏ, là mập từ nhỏ. Nó mập lắm. Vậy chạy... xem Linh Lê Kim em nói là em mới mập đây. Nó mập dạ. Đâu có, em đâu có nói đâu anh là nha. Là cơ địa là mập từ nhỏ. Dạ cơ địa mập từ nhỏ luôn. Nó chạy vòng vòng xóm mà chạy lẹ lắm. Chạy cắm đầu cắm cổ chạy nè. Thì mình ngồi trước băng đá mình chơi á, cái nghe cái tiếng xe con đa thắng rất là mạnh luôn. Cái mình nói con ai bị xe đụng gì. Trời. Cái quay qua thấy cái ông đó ông thắng này nó chạy nó chấm đầu không có ngừng. Cái mình mới giật mình quay trời con mình. Trời con mình. Dạ. Con nó có bị gì không? Chạy lại. Thấy nó không có bị gì mà mặt nó xanh lét. Dạ. Rồi từ đó đến sau không cho nó chạy xe nữa. Dạ. Cái nó quay qua nó lấy xe ông đa. Mới có 13 tuổi à. Mà nó vô dẫn chiếc lắc của ngoại nó chạy cờ 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 nó không biết. 13 tuổi. 13 tuổi mua cho Phụng chiếc xe mát đầu tiên. Cái Phụng chạy cái bị công an bị thổi hoài cái bán cái xe đó cái mua bọc Phụng đòi xe
ngon hơn. Chiếc xe xui. Cái mua xe khác nữa. Bao nhiêu tuổi mà em mua xe liên tục vậy? 13 tuổi. 13 tuổi thì cũng gan quá. Mua rồi xe liên cái tục. Cuối cùng cái mua chiếc xe tay ga gì gì á con. Anh đi bé. Cái Phụng chạy công an thổi, thổi cái nhiều lần xin về cho Phụng hoài. Cái hôm nó thổi Phụng nói mẹ mẹ, con bị thổi xe, con rú ga con chạy dữ lắm hay sao vậy? Đúng không? Dạ không có, tại hồi đó là đội là lúc đó là ra luật là đội nó bảo hiểm rồi, con không có chịu đội tại vì đi học là tuổi tuổi tin á mà ngựa nè. Là con đi làm tóc, con đi học mà con đi làm tóc. Em không cắt hẳn nó bảo hiểm nên khỏi đội. Con đi làm tóc xong rồi đội nó bảo hiểm thì nó sẽ bị xẹp tóc nên con muốn đội. Lì nhỏ lì vậy đó hả? Cái cô giận của nó bỏ đi con. Cái bỏ thiệt luôn. Cứ bỏ thiệt luôn. Bỏ chiếc xe hả? Lúc đó con hết hồn luôn. Tại vì con nghĩ là trời không sao đâu, công an bắt là mình cứ gọi mẹ mình là mẹ mình nói hết là lấy xe hết. Xong cái con cũng mẹ ơi con bị bắt rồi nha mẹ. Cái tự nhiên con nghe mẹ con bỏ đi. Cái con nói chắc mẹ giỡn thôi. Cái con để 2-3 ngày 1 tuần bỏ. Ai về mẹ con bỏ thiệt. Tới giờ mất chiếc xe thiệt luôn. Con không biết chiếc xe đâu luôn. Ủa tại con còn nhỏ con đâu có biết lên. Ủa lấy xe lý do gì bỏ hả cô? Lúc đó con học giận lớp 8 con nó làm hoài. Làm bị thổi hoài giận nó bỏ thiệt luôn. Nhỏ nó phải cốt đi bộ. Không từ đó về sao con đi bộ đi học với đi xe đạp bạn qua chở là mẹ không mua lại luôn. Cô cho con hỏi á, Phụng hình như là con nhìn thấy đó, Phụng rất là cá tính đó, lúc nào tóc cũng màu này màu kia, rồi như thế trên người có hình xăm nữa. Khi mà có hình xăm vậy cô có góp ý với Phụng không? Tại vì em cũng quê mùa lắm chị, em thấy cái đó như nó bỡ ngỡ á. Nói chị cũng vậy, đến giờ chị cũng nhìn hình xăm thì cũng sợ mà. Em lần đầu tiên em nằm võng chung với Phụng á, cái em thấy cái lưng Phụng ngay đây nè, xăm cái hình gì cái em tưởng gì cái em thấy em khèo ra. Khèo tưởng ghẻ. Khèo cái đi dính cứ nhắc à. Rồi. Cái em hết rồi em giật mình em gớp xuống võng luôn á. Em gớp võng luôn luôn. Gớp võng. Cái em về em năn nỉ Phụng nói là con đừng có xăm mình, chứ đừng có nhuộm tóc khỏi lỗ tai rồi mẹ rồi. Tại vì mình nhìn cái Phụng nó im hứa với em vậy chứ cái Phụng làm theo ý à. Cái tới chừng giờ em phát hiện nó ba đốm à. Trời ơi, con mày làm như chó đốm vậy qua ba đốm. Ba đốm mà. Rồi. Ba chỗ. Cái không phải là cái hình, cái đốm ba đốm mà nó là nhuộm tóc nữa. Dạ. Cái nhuộm tóc nữa, mắc cười lắm. Em biết không, cho đến bây giờ chị vẫn không có quen được với cái chuyện là nhuộm tóc màu sáng. Và chị cũng sợ mấy cái hình xăm. Bữa con chị nó tự nhiên nó trốn, chị nó đi nhuộm tóc màu. Mà cái màu sáng sáng giờ chị nói trời ơi sao mày giống con chó sói. Mọi người bảo là chó sói. Trời ơi mẹ diễn của tới ngày xưa riết mẹ cứ quy định ta là con này con nọ. Trời ơi mẹ ở trong công ty con ai cũng khen con đẹp, chỉ có mẹ về nói con giống chó sói thôi. Dạ. Phụng học lớp 11. Thấy không là cái, nghỉ học. Cái Phụng cũng chơi, muốn nghỉ học phá. Cũng muốn nghỉ học cái Phụng một bữa đó Phụng mướn cái chú chú đã ôm vô làm chú của Phụng hoặc phụ huynh. Trời ơi. Trời phụ huynh cái cô thầy phát hiện điện ba Phụng vô. Cái Phụng về nói mẹ ơi con không muốn đi học nữa. Nó muốn nghỉ rồi, cái cô mới có nhỏ em nó bán cà phê. Cái em mới nói nhỏ em là thôi mướn Phụng bán đi. Cái nhỏ em mướn Phụng bán tháng 3 triệu định vừa đi học. Nhân viên á cô? Nhân viên đi... Nhân viên tháng 3 triệu dễ sợ vậy. Đi học xong sao giờ đi học về là phải làm lụm cà phê. À đi bán cà phê. Vậy là tiền của mình phải trả cho con nhỏ em. Nhỏ em mới trả cho Phụng 3 triệu, Phụng đâu có biết tiền của cô. Cái làm xong thấy bị cô kia làm cực quá. Thôi mẹ ơi con làm cũng thấy cực quá, con nghỉ cái đi học lại tiếp tục. Quán thì cái chỗ đó là vắng lắm luôn á cô. Mà tự nhiên không biết tại sao cứ đông khách lắm. Đông khách lắm, lúc đó có bán bò bít tết nữa mà ngày nào cũng đông khách hết. Rồi á hả, ăn chồng chén chồng chồng như nè. Ai về mẹ con kêu qua cho ăn gì đó, không có cần trả tiền gì hết. Ủa vậy con, đó, đúng bắt rồi. Con rửa. Đại gia thiệt xong, luôn á. Xong con tức cái mình con quá, con nói thôi không được rồi. Tự nhiên mình đang ăn sung mặc sướng, mình có tiền cử hàng tuần. Tự nhiên mình khổ cực, mình rửa chén cho mọi người. Xong cái con nói thôi con đi học lại, là lúc đó con mới học lại. Rồi sau nó cũng thích kinh doanh, nó không học nữa. Cái em thấy nó lấy tiền lương mua được cái điện thoại. Cái vô Facebook chơi. Cái em thấy vậy, cái em cũng nói thôi con bán hàng á thì mẹ dẫn con ra có cái chú này bán hàng ở ngoài Tuấn Thành bán giày dép á. Dẫn Phụng ra cho Phụng coi. Cái Phụng ra Phụng để ra dép lên trên ghế chụp hình. Cái giày đăng lên. Cái người ta thích á, cái Phụng chạy rồi Phụng lấy ra giày để coi Phụng đi giao. Vậy với cái Phụng bán luôn. Khi nào rồi Facebook của em mới hot, người ta biết tới em nhiều? Dạ lúc đó là cái thời điểm đó là em nghỉ học ở nhà. Em rảnh xong rồi cái em thấy mấy anh mấy chị mà kiểu lớn lớn á cô, con coi thấy mấy cái vlog đồ á, thấy con bắt chước. Dạ con bắt chước, con cũng làm ẹo làm qua làm lại em đẹp theo vậy mà không biết bắt sao người ta thích. Hồi năm con lớp 10 thì mọi người mới biết tới. Lý do
Dạ, tại vì con gây lộn với bạn kia. À, chửi lộn hả? Dạ, chửi lộn. Tức quá, bạn đó kế bên lớp xong chửi không lại. Chửi không lại về nhà quay điện thoại chửi. Chửi xong cái nguyên cái trường chia sẻ. Trời ơi, Phụng nó chửi nhỏ này hay quá mọi người ơi. Tự nhiên nổi tiếng hả? Dạ, xong cái con thấy, tại tại con ăn quen mà. Con thấy con làm được, cái con làm nữa. Con làm được, nhưng mà con không chửi nữa. Con đổi cái khác, xong cái con thấy cũng được nữa, cái con ăn quen cái con làm hoài luôn. Cái con nổi luôn. Trời ơi, nó chữ dần, chữ điệu, chữ thơ ca hò dè chứ không phải là chữ sổ sàng nha. Chữ là thuộc dạng chữ văn học đàng hoàng. Và lúc nào cũng được lượt view rất là cao và khi mọi người chú ý rất là nhiều, đúng không em? Dạ, khi mọi người chú ý nhiều cái bán đồ. Bán hàng được, đúng, hay quá em ơi, vô họng luôn rồi. Ủa em dạo đây em còn livestream ngủ nữa không? Trời ơi, nó nhiệm màu lắm mẹ. Livestream ngủ hả? Trời, có nghĩa là nó ngủ nó cũng livestream rồi, nó ngủ từ khuya đến sáng. Có nào mà cô vô cô thấy nó đang ngủ đang livestream không cô? Sao nó để máy hả? Nó để máy đó, ai vô coi coi. Ờ, nó dặn là mọi người ơi đừng ồn, để Phụng ngủ nha. Cái gì đó vậy? Ủa đâu vậy, ở đâu em có cái sáng kiến mà vừa ngủ vừa livestream vậy em? Tại em thấy hôm bữa cũng có cái bạn nào bên nước ngoài á, tự nhiên đăng lên như này. Good night everybody. Xong cái tự nhiên ngủ luôn. Không vô con cũng gần, con coi lâu lắm. Xong thấy ủa nó ngủ thiệt. Rồi cái xong nó bắt kiếm con ngủ thử. Con ngủ thử cái mấy bạn vô canh con ngủ thiệt. Con có ngái không? Có, dạ. Không có, nó không ngái mà con chó nó ngái. Nó ngủ nó ôm con chó mà hai đứa nó ngái. Mà cọc luôn á, người coi cọc luôn. Ủa mà người coi vẫn đông. Livestream vậy là bao nhiêu phút rồi trong cái chuyện con ngủ? Dạ không, lâu lâu con mới làm lần à. Nhưng mà con để bao lâu? Con để bữa hình như con ngủ cái con giật mình cái là điện thoại con hết pin, hình như được 3 tiếng mấy. Ngủ 3 tiếng mấy mà vẫn có người coi. Nó biết làm gì hay sao đó. Ờ, nó làm như nó công chúa ngủ trong rừng vậy mẹ. Rồi mẹ lúc đó là thấy nó thành công thì lúc đó cái cảm xúc của người đẹp này sao nè? Dạ em mừng. Mừng, em nghĩ con mình chắc nó cũng hiểu biết rồi. Chấp nhận ba cái đốm. Nhưng mà bên cạnh đó nè, bên chấp cạnh những cái chửi đó nè là anti-fan một lượng khủng khiếp luôn. Đó, đúng không cô? Dạ. Và khi mà chắc chắn là có những lời không hay, những lời ra vào thì lúc đó cô vượt qua như thế nào? Mẹ đừng có quan tâm mẹ. Phải có người ghét người thương vậy con quen rồi nên mẹ em đừng nói, tại vì em sợ gây trong đó đó. Em nói con nhịn đi con, sao chửi con. Phụng nói thôi mẹ không có đâu, con quen rồi. Mình lên Facebook mình vậy là phải có người nói này cho nó vô. Phụng hay lắm nhịn được. Ờ. Không mà đôi khi một người bị chửi nhiều quá cũng phải áp lực chứ con, mà cô thấy bình thường hả? Có nào cô cảm thấy cô xót cho con mình không? Có, nói với con riêng mà con nói là gì cái mình mạnh lên nữa. À. Ủa sao con mình nói mình vậy mà mình phải mạnh chứ. Cái mình đơ ra giống nó luôn. Phụng á, Phụng nó ở dơ lắm chị. Thế dơ sao con? Ở trong phòng của nó bước vô giống như là mìn vậy. Nó nuôi hai con chó nó ngủ chung. Đúng rồi, ngủ em chung đi, em chó. nhón rồi con mà, dơ lắm. Nó đồ đạc nó quăng tứ phía hết trơn. Ồ, sao mấy đứa này bây giờ mình phải khai xấu nó được đó. Mình phải lạnh luôn á con. Mình phải lạnh đúng. Là 3-4 con người ở trong đó, ví dụ một con người, 3-4 con chó trong đó. Mà mở mới lạnh mà nó thả bơm. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi lông chó bay tùm lum, mỗi lần livestream thấy lông chó bay ngợp trời. Người ta tưởng hả là hả tiết, người ta tưởng là tiết hay là định trang trí đồ không, lông chó đó. Ghê lắm, trời nó bay ngợp trời. Nó mà phải làm ghê. Mình bây giờ mình phải khai xấu nó trên cộng đồng mạng đi. Chứ thiệt á, nó nuôi chó như con, chị nuôi mèo, trời khổ. Đó. Chị biết không, sáng mà nó thí dụ Phụng hẹn đi đâu chơi với bạn á. Tật gì nữa? Cái Phụng thay đồ Phụng đi xuống. Cái em vừa thấy Phụng đi xuống nó, con nó nghe nè. Cái em lấy cái cây mà nó lăn bụi á, em kêu nó dỡ cái này lên, em lăn cái em cho nó đi. Chứ không có cho đi thì nó dính tùm lum hết. Trời ơi, mẹ thương con nên mà cứ đợi con đi xuống cầm cái cây cái lăn vậy cái nó đi. Trời, lăn như đốt phong long luôn. Nè em làm thấy ghê lắm, xẹt vậy nè. Mà nó không tự ái. Nó không tự ái, nó vẫn đơ kìa. Nó vẫn cứ đơ ra rồi nó cứ để cho mình lăn vậy đó rồi nó đi. Ủa nó sở thích của em hay sao Phụng? Dạ em thích rồi, hồi nhỏ mẹ em cũng cho nuôi nhưng mà em cũng lén về em giấu nuôi. Hiện tại là em có bao nhiêu con? Dạ giờ em nuôi có một con, mẹ cũng la. Nó tên gì? Dạ tên cá. Tên con chó mà tên cá. Ừ. Mốt nuôi con cá tên chó bé lạ. Còn gì nữa? Con này nhiều tật quá đi. Lì nè, im lặng nói theo ý mình nè. Xong rồi ở
Ngoài những cái tật xấu đó thì ở nhà Phụng còn những cái tật xấu gì nữa không cô? Không có biết nấu ăn, làm biếng lắm. Làm biếng nấu ăn, có order về. Em sợ đồ ăn ngoài không có hợp vệ sinh. À, rồi nữa không ấy cái mình nấu. Cái Phụng xuống bụng bữa nào Phụng nấu là chén chén chén. Nó làm bể. Dặn mâm sẵn chén. Không, nó làm bể. Dặn làm bể. Nó làm bể. Cái mình với mà Phụng á là do ngộ lắm, ban ngày nó ngủ còn đi mới thức. Lạ lắm. Yeah. Không giống người thường. Làm hacker đó cô. Một người mẹ mà thương con lúc nào cũng nghĩ tới con mà quên nghĩ cái hạnh phúc riêng mình luôn. Còn đối với bản thân em thì sao Phụng? Là... em có muốn là mẹ em bước thêm bước nữa? Dạ em muốn lắm chứ. Muốn lắm hả? Dạ. Sẵn chương trình em nhìn vô máy em kêu gọi đi. À, mọi người ơi, đây là mẹ của em. À, dạ nếu như mà chú nào thích mẹ con thì cứ ấy luôn nha. Tại con cũng dễ thương lắm. Dễ thương quá trời. Dạ, cô thấy làm sao nè? Cô không chịu. Cô không chịu. Cô không chịu thế luôn á. Dạ, con nó chia sẻ tình cảm á, tội nghiệp đó. Đó, con đâu có sợ đâu mẹ, mẹ cứ chia sẻ, san sẻ bình thường. Nếu em mà nghĩ tới chuyện lập gia đình thì em đã có lâu rồi. Dạ. Mà em cũng hy vọng Phụng sau này đừng có đi theo cái dấu vết của em. Tội nghiệp con lắm. Dạ. Vậy không lẽ giờ không lấy chồng cũng hay sao không? Không thích, không muốn lấy chồng. Vậy sao Phụng, bây giờ mẹ không muốn lấy chồng? Em cũng em... tạo điều kiện lắm. Ý là em thấy mà mẹ em mà có bạn mà con trai là em cứ chơi giả bộ đẩy vô mà mẹ em cứ xê 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 đẩy mẹ em xê xê. Nó với Phụng á, nó cũng có tâm lắm mà có khi nó cũng vô tâm lắm. Nó nói không phải em lên tivi nè em nói xấu nó đâu. Nó nói nè mẹ ơi, mẹ có chồng đi, con đi du lịch đi Đà Lạt gì mẹ cũng điện về á, tại vì em có một mình nó đi khi nó bỏ em mình. À, mình cái buồn. Em điện nó về này kia cái mẹ có chồng đi, mẹ quen bồ đi, con đâu cấm mẹ đâu. Thế tự nhiên nó nói gì cái mình thổi. Yeah. Con mình á mà nó cũng lúc nó cũng mẩn ngờ, nó lo làm á, nó đâu có nhìn tới em đâu. Yeah. Mà mình muốn con mình tâm sự với mình lắm cũng không được, bây giờ cũng vậy á, ít lắm. Mẹ hạnh phúc của mẹ con là có phải muốn con ở hai mẹ con lâu lâu tâm sự với nhau đúng không? Dạ. Hai mẹ con là ở bên cạnh nhau. Bạn gặp nhau như những người bạn. Cái hạnh phúc là tùy theo mỗi người cảm nhận thôi con. Con rất là dễ thương, con rất là đáng yêu khi con muốn mẹ con hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc của mẹ con lại nghĩ khác. Cô biết sao không? Thường thường chắc do là cũng khó nói á. Ví dụ như mẹ con cũng buồn, mẹ kêu xuống tâm sự với mẹ. Cái nói dạ mẹ buồn cái gì vậy? Cái con cũng nói chuyện chốc lốt. Xong cái mẹ la quá trời, la sùm xong cái lên lầu. Không có bao giờ nói chuyện được lâu. Có nào mà vô phòng mẹ ôm mẹ hung mẹ đồ này nọ? Có, cũng có, nhưng mà hung cái rồi đi giống như là hung cho ăn uống có lệ vậy á. Trời sao mẹ nói gì kỳ vậy? Con cũng hung mẹ thâm thiết lắm mà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, lòng nó khác, nhưng mẹ là người khác. Dạ, cô có phải vậy không cô? Có phải là... dạ. Chắc nhưng không... mà từ trong sâu thẳm một trái tim người mẹ thì chắc chắn cô sẽ thương Phụng lắm đúng không? Nhưng mà không bày tỏ được hay sao cô? Không, cái này cái vấn đề là mâu thuẫn với nhau về ngôn ngữ thôi. Dạ. Yeah. Về ngôn ngữ thôi con, cái cảm xúc thì hai người vẫn rất yêu thương nhau, vẫn rất muốn giúp con mình, nhưng mà cái cách diễn đạt á về ngôn ngữ á là hai người bị contrast với nhau. Đúng không? Con này nó mạnh mẽ vậy đó, nhưng mà thật ra nó cũng muốn những cái từ dịu dàng. Mẹ thì rất thương, tính tình mẹ thì dịu dàng nhưng mà cọc. Nhưng mà cậu dạ. Thương con thành ra nói thẳng ra luôn. Dạ. Thì con này tự ái. Nãy giờ là mẹ đã chia sẻ rất là nhiều điều muốn nói với Phụng, nhưng mà Phụng chưa nói gì với mẹ. Em á hả? Em muốn nói gì một lời với mẹ không Phụng? Ý là chỉ muốn mẹ là mẹ giống như là công nhận em á. Chứ là mẹ không bao giờ công nhận hết. Giống như con làm gì mẹ cũng không công nhận, nhưng mà sau lưng mẹ công nhận. Mà mẹ cứ làm, mẹ làm vậy mình bị nhùng chí. Nhưng mà nhưng đi mẹ con không có nhùng chí đâu. Cảm ơn Phụng, cảm ơn mẹ rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay.